Hát nhạc Việt đi Vân. Tại vì tính của em không thích làm cái gì mà em không có biết rõ ngọn ngành, anh hiểu không? Mở cái cửa ra vô hỏi chú liền là biết liền à. Chỗ nào mà sai hết trơn. Ông anh Vân đó, ốc á. Nghe tiếng đã biết liền. Còn kia là diễn viên rất cô không biết trai. Ai, xin chào diễn viên. Đoạn clip cũng liên quan đến việc nấu bếp nữa, để cho mình dễ bị liên tưởng tới hướng là cô chú sẽ nấu ăn. Vậy là Dương Đông kích tay đó. Không, nếu mà ấp Thanh Vân mà vừa nói như vậy thì em bỏ hết luôn, tất cả đều sai luôn rồi. Chắc chú Tuấn với chị hợp với nhảy dây thôi chú. Cái xà rông đó giống như là cô là người Khmer, và tài năng của cô là làm ba khía rất là giỏi. Với bàn tay dẻo vậy thì có thể là cắt tóc bằng kiếm. Cái gì? Có một tiếng con gì đang kêu. Tôi biết rồi, tôi chọn đáp án C, huấn luyện rồng Nam Phi. Đón xem Mãi Mãi Thanh Xuân tập 11 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.